Đại Bồ Tát đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hành, không đắc, không nói, không chỉ Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không hành, không đắc, không nói, không chỉ Vì sao? Vì tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tự tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ đại bồ tát đối với địa giới không hành không đắc không nói không chỉ đối với thủy hỏa phong không thức giới không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của địa giới cho đến tự tánh của thức giới đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với nhân duyên không hành không đắc không nói không chỉ đối với đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của nhân duyên cho đến tự tánh của tăng thượng duyên đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với vô minh không hành không đắc không nói không chỉ, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, không hành không đắc không nói không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của vô minh cho đến tự tánh của lão tử sầu than khổ yêu não đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với bố thí ba la mật đa không hành không đắc không nói không chỉ. Đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không hành không đắc không nói không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của bố thí ba la mật đa cho đến tự tánh của bát nhã ba la mật đa đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với pháp không nội, không hành, không đắc, không nói, không chỉ đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của pháp không nội cho đến tự tánh của pháp không không tánh tự tánh đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với bốn niệm trụ không hành không đắc không nói không chỉ đối với bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tự tánh của tám chi thánh đạo đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Đại Bồ Tát đối với pháp môn giải thoát không, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao vì tự tánh của pháp môn giải thoát không cho đến tự tánh của pháp môn giải thoát vô nguyện đều chẳng thể hành đắc nói chỉ.